Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X phiên bản V4 của năm 2024. Mình sẽ quay riêng với một phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen rất đẹp để có thể báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 11 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét coi mình rằng ấy là phiên bản Honda Grix mới năm 2025 khi nào được ra mắt, thì mình sẽ chia sẻ một số nội dung thông qua video ngày hôm nay các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ lướt qua một vòng trước đã với mẫu xe Honda Grix này để các bạn có thể nhìn ngắm trên màn hình ở đây. Với tổng thể thiết kế thì tương tự như V3 thôi. Đâu đó thì được thay đổi ở bộ tem xe là chính, với những cái họa tiết tem xe màu đỏ kết hợp với đó là những cái mảng nhựa màu trắng, đặc biệt là cái vị trí mỏ cầy phía trước của xe. Các bạn lưu ý cho mình nha. Được trang bị màu trắng, nhìn nó rất giống như mẫu xe phân khối lớn, cực kỳ đẹp luôn cho mẫu xe Honda Grix này. Trang bị cho xe là khối động cơ xăng 4 kỳ, xăng đơn, côn tay 6 số làm mát bằng chất lỏng. Và đây là mặt đồng hồ của xe, full LCD hoàn toàn. Loại bỏ nút tắt bật đèn các bạn nha. Phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn ấy, nên nó sẽ không có cổng sạc 2.1A như các phiên bản cao cấp và thể thao. Đồng nghĩa với đó ấy, thì mẫu xe này sẽ không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Chỉ những phiên bản cao cấp và thể thao đường đua HRC mới được Honda Việt Nam trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS mà thôi. Còn lại, trang bị tổng thể thiết kế trên xe là tương tự giống nhau. Hệ thống đèn là full LED 100%, tay dắt dạng sừng trâu, các bạn có thể nhìn cận cảnh trên màn hình ở đây. Mẫu xe này hiện tại vẫn đang là mẫu xe đáng để quan tâm, bởi trang bị khối động cơ mạnh mẽ, đi tour đi phượt cực kỳ ok, công suất đạt được lên tới là 15,4 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,5 Nm tại vòng tua máy 7.000 vòng trên phút. Dung tích xi lanh cụ thể là 149,2cc với tỷ số nén là 11,3:1, mình mới khuyên các bạn rồi, đổ xăng A95 làm nhiên liệu cho mẫu xe này sẽ cực kỳ ok. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, mẫu xe đang ăn xăng ở mức là 1,98 lít trên 100 km với dung tích bình xăng dưới yên xe là 4,5 lít các bạn nha. Cùng với đó, khoảng sáng gầm xe là 151mm và độ cao yên xe ở mức là 795mm. Nó rất là phù hợp với điều kiện bao giờ chúng ta. Các bạn cao vào khoảng tầm từ 1m65 trở lên là điều khiển mẫu xe này hoàn toàn ok rồi. Trọng lượng của xe cũng khá là nhẹ này, 122kg cho cả phiên bản tiêu chuẩn cao cấp và thể thao. Các bạn lưu ý thông qua video ngày hôm nay. Đều được trang bị hệ thống phanh đĩa, vành đúc với ngàm phanh bột bê tông các bạn nha. Còn đối với những phiên bản cao cấp trở lên ấy, cao cấp gồm có 3 màu sắc nhám là đỏ nhám, đen nhám, bạc nhám cùng phiên bản đường đua HRC với màu sắc đỏ xanh trắng, thì giá bán của nó cũng như được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS nó sẽ cao hơn so với mẫu xe phiên bản tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe đến từ đại lý Yamaha xe máy Lai Châu với địa chỉ số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần chợ trung tâm của thành phố, để có thể quay cận cảnh chi tiết và báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 11 này như sau để các bạn có thể tham khảo. Hiện tại phiên bản V4 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, phiên bản màu trắng các bạn đang theo dõi đang được bán với mức giá bán là 38.500.000 đồng các bạn nha, 38.500.000 đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp với bản đường đua HRC giá là 40.200.000 thôi. Đã hạ giá đi khá nhiều rồi, khoảng tầm 1 triệu so với những thời điểm trước đây. So luôn chính với tháng 10 của năm 2024. 38.500.000 cho chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình. Còn phiên bản 40.200.000 đồng là phiên bản có cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Một kênh cho phần bánh trước của xe, gồm các phiên bản là cao cấp và phiên bản thể thao các bạn nha. Với bản tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, ngoài màu sắc trắng các bạn đang theo dõi, nó sẽ có thêm hai phiên bản màu sắc nữa là màu sắc đen xám này và phiên bản màu đỏ đen, cũng rất đẹp luôn. Bộ tem mới, thiết kế mới ở những cái bộ tem giúp chiếc xe nó thể thao hơn, phong cách hơn cho năm 2024 này. V4 cái điểm nhấn quan trọng ấy so với V3 chính là đến từ khối động cơ của xe, được bổ sung thêm bộ ly hợp chống trượt hai chiều hoàn toàn mới. Ở thời điểm hiện tại thì nhiều bạn có để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy, có hỏi rằng mẫu xe Honda Winix phiên bản mới năm 2025 ấy, khi nào được ra mắt và nó sẽ được thay đổi những gì. Thì hiện tại về cơ sở thì chính xác 100% thì mình chưa có thể có cơ sở 100% chính xác 100%. Tuy nhiên ấy, theo những gì mình được biết ấy, thì mẫu xe sẽ được ra mắt vào thời điểm cuối năm nay các bạn nha. Cụ thể vào khoảng tầm tháng 12 của năm 2024 này. Ra mắt thì mình nghĩ rằng ấy, trong năm 2025 phiên bản mới thì mẫu xe vẫn cơ bản trang bị khối động cơ vẫn thế này thôi. Đâu đó sẽ được bổ sung thêm một số tính năng trang thiết bị nữa. Nội dung này thì mình sẽ liên tục cập nhật thêm để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn. Bởi khối động cơ hiện tại của nó ấy, vẫn là khối động cơ 150 phân khối
trang bị vừa được bổ sung thêm vào năm 2024 vừa rồi. Bộ ly hợp chống trượt hai chiều hoàn toàn mới các bạn nha. Nên đó là một số chia sẻ qua như vậy thôi. Mình sẽ liên tục cập nhật bởi hiện tại những thông tin bảo mật đến từ Honda Việt Nam vẫn đang được bảo mật khá là kỹ. Gần như chưa có sự rò rỉ ở những cái mẫu xe mới ra mắt. Đâu đó hiện tại thì ngày mai thôi, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024, mẫu xe Honda SH sẽ được cho ra mắt năm 2025 để các bạn có thể tham khảo thêm như vậy. Và hiện tại với những bạn nào quan tâm tới dòng xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe với địa chỉ cụ thể: số 149 đường Trấn Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D gần chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể về mẫu xe Honda Click này các bạn nha. Hiện tại thì có cả V3 giá bán là 37.500.000 cho phiên bản tiêu chuẩn và 39.500.000 cho phiên bản là phanh ABS. Còn sơn độ 3D là 39.500.000 cho phiên bản sơn độ 3D lên hệ thống phanh thường. Còn sơn độ 3D lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS là 41.500.000 đồng. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá sức các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.